Thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên thì ngày càng có nhiều biến động, xã hội ngày càng phát triển. Cũng chính bởi vậy mà nhu cầu sử dụng điện trong các khu công nghiệp và gia đình thì ngày càng nhiều hơn. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây nên các sự cố về điện, gây chập cháy thiết bị điện và gây thương vong về điện giật ở con người. Và sức khỏe của con người cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi sóng điện tử. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể hạn chế tối đa nhất những cái rủi ro do điện gây ra? Thì Thu Hằng xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một cái sản phẩm, đó chính là ECSPD đến từ công ty Energy của Hàn Quốc, một cái công ty chuyên cung cấp các thiết bị đảm bảo an toàn về điện. Và đây cũng là một cái sản phẩm và được nghiên cứu sản xuất rất là kỹ để ngăn chặn cái mạch điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và bên cạnh Thu Hằng lúc này đây, đó chính là anh Đức Thiện, kỹ thuật viên đến từ công ty Hô Sung, cái công ty phân phối độc quyền cái sản phẩm ECSPD này, và anh sẽ cùng giải thích cho chúng ta về cơ chế hoạt động của sản phẩm này nhé. Xin chào anh ạ. Thu Hằng thấy là cái sản phẩm của chúng ta thì nó không lớn lắm, nhưng mà Thu Hằng được biết là cái tác dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Anh có thể giúp Thu Hằng cũng như là khán giả hiểu hơn về cái đặc điểm nổi bật của cái sản phẩm này là như thế nào? Vâng, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách lắp đặt cái thiết bị này. Đây, trên tay tôi là cái thiết bị ECSPD. Là bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách lắp đặt cái thiết bị này tại gia đình của quý vị. Và đây, đây là một cái mô hình tôi đã lắp đặt ở tại văn phòng công ty chúng tôi. Thì thiết bị này thì lắp đặt rất là đơn giản. Sau khi các bạn lắp đặt cái thiết bị vào một vị trí cố định và an toàn, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đấu nối. Thiết bị được đầu nối là phía dưới cầu giáo của tòa nhà, cái áp tô mát của tòa nhà. Và sau khi đầu nối thì là đường dây đầu nối sẽ được đầu vào cùng với thiết bị này. Đây là cách đầu nối của thiết bị. Các bạn nhìn thấy rất là đơn giản. Đấy. Nó có cả tất cả các cái ký hiệu trên thiết bị để cho chúng ta đầu nối rất là đơn giản. Và sau khi thiết bị được đầu nối, để kiểm tra nó thiết bị đã đầu nối đúng với tính năng của nó, thì là các bạn sẽ quan sát trên các cái đèn của thiết bị này. Thì khi nào các cái đèn của thiết bị cùng sáng á, thì là thiết bị đã lắp đặt đúng theo cái tiêu chuẩn của nó. Như vậy là anh Hữu Thiện vừa lắp đặt xong cái thiết bị an toàn về điện này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Thu Hằng trải nghiệm xem là cái độ an toàn của nó như thế nào nhé. Như quý vị có thể thấy là đây chính là cái ổ cắm điện, và trong ổ cắm điện này thì có điện hay chưa thì xin mời anh ấy, bật điện lên ạ, bật bóng đèn. Đấy, quý vị có thể thấy là trong cái ổ cắm điện này thì đã có điện rồi. Như quý vị có thể thấy là cá thì vẫn tung tăng bơi ở trong bể, và bản thân Thu Hằng sẽ là cái người trải nghiệm. Em thì cảm thấy rất là sợ. Không biết anh có thể cho em một cái lời chia sẻ gì đó để em có thể an tâm em bỏ cái tay vào đây được không ạ? Để cho Thu Hằng và quý vị khán giả yên tâm thì mình sẽ bỏ cái bóng đèn này vào trong nước để chứng minh nó là đã có điện. An toàn đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ bỏ tay vào trong để thử. Đây. Anh bỏ tay vào rồi thì họ cũng sẽ đây. Vâng ạ, như vậy quý vị có thể thấy không, tay Thu Hằng ở đây ạ. Đây, rất là an toàn đúng không ạ? Qua cái sự trải nghiệm của Thu Hằng thì chắc chắn đã khẳng định thêm một lần nữa về cái sự an toàn của thiết bị điện ECPD của công ty Energy đúng không ạ? Quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng yên tâm, và Thu Hằng nghĩ quý vị và các bạn hãy thực sự yên tâm khi sử dụng cái thiết bị này nhé. Và Thu Hằng cũng có một cái lời khuyên dành cho tất cả các bạn, đó chính là để đảm bảo cái sự an toàn trong gia đình của mình, cũng như cho những cái người thân yêu trong gia đình của mình, thì chắc chắn rằng trong mỗi gia đình thì chúng ta nên có cái thiết bị này để chúng ta có thể giảm thiểu tối đa nhất những cái rủi ro do điện lưới gây ra cho tất cả mọi người. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.